Mình biết là các bạn đang nhớ mình lắm rồi đúng không? Bởi vì dạo này mình chỉ hoạt động ở bên kênh phụ thôi. Nên là hôm nay mình sẽ chơi The Strongest Battleground. Tuy nhiên tụi mình sẽ có hai lượt quay vòng quay. Và nếu như quay được chữ cái nào thì tụi mình phải sử dụng những chiêu thức có tên của chữ cái đó. Và đương nhiên ai đạt được nhiều trận thắng hơn sẽ trở thành quán quân trong video hôm nay. Dạ sao, đến vòng quay đầu tiên chắc chắn sẽ là vòng quay của mình rồi đúng không? Ôi, chuyện Gojo quá nè. What the hell bro. Thì chữ cái đầu tiên của mình đó chính là chữ P. Và đương nhiên chúng ta có hai lượt quay mà, nên là bây giờ mình sẽ quay thêm một lượt quay nữa nha. Ô, chữ S các bạn ơi. Yeah, chữ B và chữ S à. Ủa, em đánh găng hả? À, đến lượt của em nè. Nhưng mà em hiểu được chơi chưa? Em nghĩ em hiểu rồi đó. Ôi, chữ M. Mẹ, mày béo. Không lẽ giờ ra chữ E đúng không? Không lẽ M, em E. Ê, yeah yeah. Ôi chữ C à. Chữ M với chữ B. Ok, combo với đắt là chữ M với chữ B nha. Rồi, let's go. Đầu tiên là mình chữ B với chữ S. Ôi nhiều. Ôi. Nhiều chiêu chữ S vậy ta. Nói chứ mình không biết chiêu gì nữa các bạn ơi, chứ mình lấy đại luôn quá. Anh cũng xong rồi nè, let's go. Sẵn sàng chưa? Vô luôn nha. Cutter. Ui, what the hell bro? Chiêu. Ui, phải. Ai ai ai, bình tĩnh lúc ơi. What the fuck? Mạnh vậy. Nè Skycatcher. Mày bay lên đây. Em hiểu cái cảm giác của anh Vy Đắc. Ui chiêu đó không counter được hả ta. Vy Đắc này xài chiêu này nó chơi mình lắm. Nè bá vô đây mà nút. Mày bay apple kết. Ủa ai da Skycatcher. Đại ơi. Counter. Mày dính dưới tường đó cu. Ê tính ra chiêu này lỗi hơn luôn á. Anh xài nữa nè. Né là được, né là được các bạn ơi. Hay vậy? Ôi cái gì vậy? What the fuck? Sao pha nãy quýnh hụt ta? Scatter! Trời ơi! Nè làm gì vậy? Mẹ không phá được chiêu đó luôn mà. Lên đỉnh đi Phúc! Nghe hơi kỳ ha. Nè phá vô! Ôi! Kìa các bạn game bị lỗi hả? Sao có chuyện đó được chứ? Thằng này cũng mạnh dữ ta. Trời! Mày! Mình bay vô chiêu đó luôn mà. Anh hơi gà nha, bữa nay anh hơi gà nha. Biết vậy mình spam chiêu mà các bạn ơi, tự nhiên mình chạy mà em qua anh nó chi vậy. Rồi thì anh nhường thôi, bình thường em chơi chiêu đó em spam không chứ gì. Ok. Chữ M hả? Ok, để vòng quay thứ hai đi. Chữ M có chiêu gì mạnh ra? Ôi, chữ U. Tư là trời. Các bạn thấy mắc cười không? Tới lượt em nè, giỡ không vui đó nha, anh bực rồi đó. Sao chiêu giống nhau vậy? Rồi, chiêu em y chang luôn chứ. Thằng này bữa nay bài đặt copy mà nữa các bạn. Mày chết. Chữ C. Thôi được rồi, lần này mình sẽ chọn chiêu nghiêm túc nha. Của mình là chữ M với U hả? Ui, M U. Su. Trời, hình như chữ M với U không có chiêu nào luôn hay sao á. Chết rồi. Thôi không sao các bạn ơi, hai chiêu là đủ cho mình rồi. Let's go. Ôi, gì đây? Ui. Ủa, có nhân vật nào cầm súng hả ta? Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, Vy Đắc ơi. Thôi, vô đi, anh có hai chiêu à. Let's go. Má anh lắc quá. À, má từ, má giữ bất cơ mới được. Mày. Ai, đừng ức hiếp người lắc nha. Dạ, xem lấy chiêu mod. Ui, cái đó tại anh. Mày đứng yên. Giơ tay lên. Đứng yên là bắn mình liền đó. Mày. Kìa, what the fuck, anh quýnh em cách xa nửa mét luôn đó ba. Wow, anh lắc quá. Ai đó giúp mình với các bạn ơi. Trời ơi, nó lắc rồi mà còn xe chiêu hụt nữa chứ. Không sao, mình sẽ tận dụng cái lắc để đánh bại Vy Đắc. Làm gì mày làm gì Vy Đắc? Mày mới làm gì Vy Đắc? Lắc khó đánh chúng vậy. Kìa, anh lướt vô rồi mà. Mày. Đừng nhờ những người lắc. Đừng nhờ những người bị lắc. Mày đứng yên, mày chạy tao bắn mày đó. Không có được chạy. Chơi là không có được chạy. Mày chết. Vàng cầm súng. Thiệt cái súng này bắn không được. Không thể tin được pha nãy mình lắc tới mức đó mà vẫn thắng. Úi chữ F. Phi. Ôi. Đây rồi. Ba ca. Các bạn biết mình sẽ lấy chiêu gì chứ. Khà. Không biết ai mới là người ra Gojo đầu tiên ha. Chữ O, mình nhớ là có chiêu mạnh lắm á nha. Mình nhớ chữ O trong đầu mình là có chiêu nó mạnh lắm. No. Chữ L hả? Mấy chiêu của Vy Đắc lần này mình cảm thấy nó không có gọi là áp lực cho mình lắm nha. Cũng được ha các bạn. Nói chung là mấy chữ này cũng được đúng không? Các bạn biết cái điều thú vị nhất của chế độ này là gì không? Đó chính là tụi mình không biết chiêu của nhau. Nên là cảm thấy nó hơi kiểu bí ẩn ha. Mày hả bởi? Chưa sẵn sàng. Dạ, chưa sẵn sàng mà. Mày vô đây. Mày láo Vy Đắc. Ủa gì kỳ vậy? No. Mày vô đây. Dạ. Đừng. Dễ vậy ta. Ủa. Dễ.
No way. Đơn. Trời ơi, chưa kịp dùng chiêu 2 nữa hắn nha các bạn ơi. Ôi, đến với trận đấu tiếp theo nha các bạn. Mình thật sự hối hận, mình thật sự đáng chết. Lại là chữ U à. Chữ U hình như là cái chữ phế nhất trong tất cả các chữ luôn hay sao á. Không có chiêu nào mạnh chứ. No way, không lẽ mình lại thua sao? Chữ W. What the hell? Oh my god. Mình nghĩ là chúng ta vẫn có thể lật kèo được nha. Bởi vì biết đâu Vidac nó sẽ ra chữ chữ R. Ủa chứ là nó giờ ra chưa ta? Vậy là mấy chiêu cũ thôi chứ vậy. Trời, ủa sao mình lấy nhiều chiêu vậy ta? Đâu vậy Đát? Alo, vậy Đát. Thôi giờ nó vẫn chưa biết nha các bạn, bí mật nha, bí mật nha. Mới quay lại vậy Đát. Rồi, vô nè. Rồi rồi. Ui, what the fuck? Ủa gì vậy? Mày vô đây. Mày, ủa rồi, what the fuck? Sao em chạy được hay vậy? Bị ngạo đây. Ba vô mình không? À, sao đứng dậy được cái vậy này? Đừng mà, đừng mà. Ê, em đẩy lại cục này nữa hả? Cảm ơn nha, có chiêu mới nữa rồi. Điểm hối này. Điểm hối là sao? Em đẩy chỉ có một chiêu thôi. Em đẩy lại mà. Là của cái con kia. Vô, không vô. Được. Vô đây. Ba vô mình úp. Mày. Ba vô mình úp. Ủa gì kỳ vậy? Combo mình mới nghĩ ra. Một chiêu mà gặp thằng này nữa. No way bro. Chạy hay vậy? Chạy hay vậy? Muda. Ba vô mình úp. Ui, cái gì vậy? Chiêu này mạnh quá vậy? What the fuck? Mod hả? Rồi xong. Mày xong. Rồi em chỉ có một skill thôi, sao đánh lại. Thì sao liên quan tới anh. Rồi chết rồi đó. Bye bye. Goodbye mày đó. Em cũng biết cảm giác của anh hồi nãy chứ vậy. Nãy chỉ có 2 chiêu thôi đó. Ui, Gojo. No way. Vãi, thiệt luôn hả? Thôi được rồi, anh chấp em mấy phút. Anh cho em builder mod đi, chỉ cần em chọn con nào cũng được đúng không? Hay ta, ảo à. Ok, bắt đầu luôn nha, để họ bắt đầu luôn rồi đó. Ê, dạ. Bắt đầu luôn rồi đó. What the hell bro, làm gì vậy? Oh. Ủa sao em đứng ngay rồi? Ừ, em đứng bình. Rồi, vô lại nè. Vô chưa? Rồi, vô. Dạ. Tiếng gì vậy ta? Mày đã rồi. Nghe giống cái gì mà Dead Counter hay sao các bạn ơi. Này nhìn suốt sao các bạn ơi. Có nên quýnh không? Gomei. Mày cút. Ủa sao không bị Counter? Counter là gì? Gomei Amane. Đâu làm lại rồi. Dead Counter luôn hả? Mày Counter. Thắng anh hay mày đã. Màu xanh nước biển, màu đỏ. Gomei Amane. Các bạn thấy sao? Khá là đỉnh cao đúng không? Kiểu nhân phẩm của mình á. Bro, ơi Gojo. giỡn. Chữ T. Ai chữ T có chiêu nào vậy anh em? What the fuck? Yes sir. Thật ra mình cũng không biết có chiêu hay không nữa, nói đại vui á. Nhưng mà không sao, vấn đề ở đây đó chính là sao? Nhưng mà không sao, vấn đề đó chính là nằm ở chiêu của người đắt. Ôi, chữ N. Ôi, chữ N đó chữ M kìa. Yes sir. Nhưng mà chữ T với chữ B của mình thì có vẻ hơi căng thẳng nha. Anh lấy lần 4 chữ mod được không phố? Anh biết nó nghe cũng hơi vô lý nhưng mà nó không có chiêu nào thường chứ ba. Hên quá, anh như vừa đủ 4 chiêu rồi sao? Ui, mình như mình lấy lại nhầm thứ nữa rồi các bạn ơi. Làm ơn công bằng đi. Em thấy không công bằng chỗ nào vậy đó? Cặp cái súng kìa. Mày ui, mạnh quá vậy. Rồi, vô nha. Mày, ui, gì ghê vậy? What the fuck? Ơi, chiêu này lỗi quá vậy ta. Mày. Mày dính một chiêu mà chết vậy đắc ơi. Mới đã. Ôi. Nữa rồi đó. Anh giỡn mà. Ui, what the fuck? No way các bạn ơi, mày đắc đỉnh vậy. Rồi. Chết rồi đó. Ấy dính chiêu này là biết chết rồi đó. Cút. Rồi, bắn nè. Đứng dậy. Ủa? Rồi, hay vậy. Mày. Ủa ơi, sao không xài chiêu? Gì kỳ vậy? Go. Mày. Đầu hàng đi. Đứng dậy. Ui, hay vậy. Mình có nên sử dụng súng máy không các bạn? No. Không thể nào. Chết đi. Yes. Ui, hên vậy. Mày. Ui, dễ quá vậy. Dễ quá à, xài chiêu mod kêu dễ quá à. Rồi vậy chấp em á, muốn quýnh lại cái nữa không? Chấp em luôn á. Chỉ tư cách xài cái súng đi. Mày. Anh bắn em đó, anh bắn em chết đó. Ui, cao tơ súng. Cao tơ súng. Em nghĩ gì mà em đi cao tơ súng vô mày đó. Cho em nè, bye bye. Ok, thì người chiến thắng cái video này chính là anh Crazy Lion. Nếu như các bạn thấy video này hay, nhớ để lại cho mình một like và đăng ký kênh nha. Còn bây giờ thì bye bye.